chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Minh Tường cùng với Kaito sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị về một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật mà nếu như quý vị nào chúng ta đang mong muốn tham khảo cũng như là tìm cho mình một mẫu nhà vườn thì đây chính là video và thiết kế dành cho quý vị để chúng ta có thể tham khảo nhé. Và thiết kế ngày hôm nay là chúng tôi đang dành cho chủ đầu tư chính là anh Quyết có địa chỉ tại Bình Phước. Và thiết kế này là sau khi chúng tôi xuống trực tiếp tại nhà của anh để qua đó tìm hiểu về nhu cầu, mong muốn, sở thích và đặc biệt là mức chi phí đầu tư để chúng ta có thể tạo nên một không gian đẹp, sang và bên cạnh đó là phù hợp với nhu cầu mong muốn của anh. Thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn qua một chút về tổng quan công trình quý vị nhé. Với công trình của nhà anh Quyết thì được chúng tôi thiết kế đây chính là mẫu nhà vườn theo dạng phong cách biệt thự hiện đại với mái Nhật và đan xen cùng với hệ bậc năm cấp quý vị nhé. Màu sắc chính đây là chúng tôi sẽ lựa chọn với hai tông chủ đạo mà thôi, đó là màu trắng và màu xanh ghi. Thì ở đây chính là hai cái màu mà được anh Quyết đã lựa chọn và cực kỳ yêu thích. Để sau đó là chúng tôi sẽ cùng với nhau phối hợp và chia cái màu sắc tỷ lệ làm sao cho nó hài hòa, nó đẹp nhất. Với cái màu xanh ghi thì chúng tôi sẽ lựa chọn thiết kế vào không gian của mái ngôi nhà. Và đây là một cái mẫu nhà mái Nhật, vì vậy là chúng tôi thiết kế làm sao mà nó vừa đẹp, vừa phong thủy, nó mang lại những điều lộc tài, may mắn nhất. Thì quý vị thấy rằng là ở đây mái Nhật được chúng tôi thiết kế với 3 tầng lớp mái, từ thấp lên cao và từ nhỏ tới lớn. Con số 3 thì theo phong thủy phương Tây nó là con số tài. Đó thì nó sẽ mang lại những cái may mắn này, những cái thành công, những cái tài lộc dành cho các thành viên trong ngôi nhà của anh Quyết quý vị nhá. Nằm ngay phía dưới khu vực của hệ mái thì chúng tôi cũng sẽ có thêm những cái hệ bê tông được đua ra rơi vào khoảng độ tầm là 20 phân. Thứ nhất là chúng ta cũng sẽ tạo thêm cái mái che dành cho không gian ở phía dưới. Bên cạnh đó là khi mà chúng ta thiết kế như này thì toàn bộ cái không gian của mái Nhật chúng ta sẽ làm lọt tỏm ở bên trong cái khu vực bê tông quý vị nhé. Thì đây cũng chính là góp phần để chúng ta tạo thêm cái đường thoát nước khi mà trời mưa. Đó, đặc biệt rằng là những nhà nào mà quý vị chúng ta có cái không gian ở hai bên cũng như là ở đằng sau tường, chúng ta không có quá nhiều không gian để chúng ta tạo tường rào các thứ đúng không ạ, thì quý vị nên tham khảo như thế này. Bởi vì rằng là khi chúng ta thiết kế, chúng ta tạo được cái đường thoát nước ở trên mái nhà thì nước nó sẽ không chảy sang hai bên của nhà hàng xóm. Điều đó thì chúng ta cũng sẽ tạo được một cái tiện cảm với mọi người xung quanh, tránh bị phiền phức về sau này đúng không ạ. Tiếp tục là phía dưới của khu vực ngôi nhà thì toàn bộ không gian này chúng tôi sẽ sơn toàn bộ màu trắng quý vị nhé. Và một đặc điểm quý vị thấy rằng là khi mà toàn bộ không gian tường được sơn màu trắng ấy thì màu sắc của hệ cửa từ cửa chính rồi là cửa sổ đều hiện lên một cách rất đẹp đúng không ạ? Rất là tinh tế luôn. Thì việc mà chúng ta thiết kế như này từ hệ cửa gỗ lim này rồi là hệ nhôm sinh pha của ô cửa sổ để chúng tôi thiết kế nó đậm sắc nhất, nó nổi bật nhất thì toàn bộ không gian đó chúng tôi sẽ làm thêm một cái khung viền được đắp nổi hoàn toàn quý vị nhé. Đối với những ô cửa sổ thì chúng tôi sẽ có những hai lớp đắp nổi, tức là sẽ có một lớp viền bao quanh ngay khu vực cửa, sau đó là chúng ta sẽ có thêm một lớp khung hình chữ nhật nữa bao quanh lấy không gian này. Thì quý vị thấy rằng là chúng ta có tới tận là 3 lớp, tính thêm cả lớp tường. Thì điều đó khi mà chúng ta nhìn vào ngôi nhà như thế này, nhìn ngay một cái điều đó là sự sang trọng, sự đắt tiền và cái sự đẳng cấp của ngôi nhà đúng không ạ. Đặc biệt rằng là với công trình của nhà anh Quyết đây thì Minh Thường phải cực kỳ ưa thích đó chính là cái không gian của sảnh chính quý vị nhé. Đây là một không gian mà quý vị thấy rằng là chúng ta nhìn vào là chúng ta mê luôn. Ở hai bên thì được chúng tôi thiết kế với hệ thống cột song đôi, tức là chúng ta sẽ có hai cột song song ở hai bên quý vị nhé. Chân ở phía dưới thì chúng tôi sẽ làm liền, nhưng mà thân ở phía trên thì chúng tôi sẽ làm tách riêng, song đôi với nhau và thiết kế theo dạng tròn. Ở trên thì chúng ta thấy rằng là chúng tôi sẽ có thiết kế nó đan xen cùng với nhau, tức là ở hai bên thì chúng ta sẽ theo dạng vuông vắn, nhưng mà ở chính giữa thì chúng ta sẽ có theo dạng vòm. Đó, thì giúp cho ngôi nhà của chúng ta nó tránh bị nhàm chán, tránh bị gọi là
lặp lại những cái họa tiết hoa văn hoặc là lặp lại những cái hình dáng của ngôi nhà, đúng không ạ? Điều này sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta bắt mắt và nhìn nó rất là sống động. Ở bên ô cửa sổ cũng tương tự như thế quý vị nhé. Cánh cửa thì nó sẽ dạng vuông, nhưng ở trên thì chúng tôi sẽ thiết kế theo cái dạng vòm để nó tạo nét uyển chuyển. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có sự nam tính. Đây là điều mà chúng tôi mong muốn hướng tới dành cho chủ đầu tư của chúng tôi. Tiếp tục là một cái bắt tiếp theo mà quý vị nhìn ở đây. Đó chính là không gian của hệ bậc 5 cấp. Với hệ bậc 5 cấp của nhà anh Quyết được chúng tôi thiết kế nó mở rộng dần ra xuống phía dưới quý vị nhé. Đây gọi là thiết kế hệ bậc 5 cấp đón lộc tài, tức là chúng ta mở rộng dần ra. Đó, thì ngày nay ở tất cả những công trình mà Kaito chúng tôi thiết kế từ miền Nam và miền Bắc thì hầu như chúng tôi đều mang tới những cái hệ bậc này. Nếu như mà gia chủ của chúng ta có đủ cái diện tích sân vườn xung quanh thì chúng ta có thể cân nhắc. Ở hai bên cũng như là dãy hành lang thì chúng ta sẽ có những cái cột lục bình để vừa làm trang trí, vừa làm đẹp và làm sang trọng. Và tất nhiên rồi, đối với một không gian của mẫu nhà vườn thì chúng ta không thể thiếu đó chính là những cái bồn hoa ở hai bên quý vị ạ. Những bồn hoa này cũng chính là một không gian để chúng ta giúp cho công trình được trong lành hơn, được đẹp hơn và được tươi mát hơn rất nhiều. Cũng như là có những không gian để cho anh Quyết và chị nhà, như các con có thể trồng những cây hoa, cây cảnh mà mình yêu thích, đúng không? Đối với công trình như này thì chúng tôi sẽ lựa chọn với 3 chất liệu đèn quý vị nhé. Một là đèn âm trần, thứ hai đèn chiếu sáng và thứ ba là đèn trang trí để chúng ta giúp cho ngôi nhà được lung linh, được ấm cúng hơn. Đối với những ô cửa sổ thì khi mà chúng ta lựa chọn hệ nhôm sinh pha như này, thứ nhất là nó sẽ bền đẹp, chống công vênh. Bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ lấy ánh sáng vào trong nhà cực kỳ là tốt. Còn cửa chính thì đây là hệ Linofi và kết hợp cùng với paro kính quý vị nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn qua một chút về các cái góc độ khác của ngôi nhà để xem là những hình dáng đó có đẹp hay không. Và đây chính là góc độ nhìn từ bên phía tay trái của ngôi nhà quý vị nhé. Toàn bộ không gian được chúng tôi thiết kế với những cái dạng đèn nó bao quanh từ mặt tiền sang hai bên công trình, rồi là những dạng bồn hoa. Ở phía dưới thì chúng tôi sẽ luôn luôn sử dụng đó là những dạng gạch thẻ. Chúng tôi luôn luôn sử dụng đó chính là những dạng gạch thẻ cao cấp để chúng ta làm đẹp này, chấm ẩm mốc này, mà bên cạnh đó là giúp cho công trình của chúng ta bền bỉ hơn. Còn đây chính là không gian ở bên sảnh phụ. Công trình của nhà anh Quyết thì chúng ta sẽ có hai sảnh, một chính một phụ nằm ở bên tay phải công trình quý vị nhé. Bên sảnh phụ này thì chúng tôi sẽ có thiết kế nhỏ hơn sảnh chính, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không mở rộng hai bên nhé, mà chúng tôi sẽ làm thẳng mà thôi. Bởi vì là chúng tôi muốn mỗi một không gian riêng của ngôi nhà chúng ta sẽ có một cái vẻ đẹp riêng, không bị lặp lại, và từ đó giúp cho ngôi nhà của chúng ta luôn luôn được bắt mắt và yêu thích. Toàn bộ phía dưới quý vị thấy rằng là có những cái đường vào chỉ nó chạy dọc và đắp nổi tới tận 3 đến 4 lớp để chúng ta làm đẹp ngay phía dưới không gian của hệ mái, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào phía bên trong không gian để xem rằng là với diện tích và công năng như thế này thì liệu rằng là có phù hợp với quý vị không nhé. Và công trình của nhà anh Quyết sau khi mà chúng tôi xuống khảo sát thì được chúng tôi thiết kế như sau. Mặt tiền công trình là 19,9m, chiều sâu công trình là 10,8m, thì đâu đó tổng diện tích không gian sử dụng ở trong nhà nó rơi vào tầm là 215m2 quý vị nhé. Đó, thì với 215m2 như này thì rất là phù hợp để quý vị chúng ta có thể thiết kế với nhiều không gian, từ phòng ngủ, từ thờ, từ khách, đúng không ạ? Thì với nhu cầu của anh Quyết thì ở bên trong anh mong muốn chúng tôi sẽ phân bổ diện tích để thiết kế làm sao đầy đủ. Chúng ta sẽ có một khách, một bếp cổng ăn, một phòng vệ sinh chung và chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Trong 3 phòng ngủ này thì chúng ta sẽ là 2 ngủ đơn và 1 ngủ khép kín master. Thì chúng tôi cũng đã phân bổ và thiết kế diện tích như sau. Với khách cộng thờ thì chúng ta sẽ có tổng diện tích rơi vào tầm là 35m2 quý vị nhé. Rất là rộng rãi, đúng không ạ? Còn phòng bếp cộng ăn thì chúng ta sẽ có tổng diện tích rơi vào tầm là 26m2.
Với 3 phòng ngủ thì chúng ta sẽ có diện tích lần lượt như sau. Phòng ngủ số 01, đây là một phòng dành cho hai cậu con trai với diện tích rơi vào tầm là 24,8 m² quý vị nhé. Phòng ngủ số 02, đây là một phòng dành cho ông bà thì với diện tích là 15,96. Còn phòng khép kín master, đây là một phòng dành cho vợ chồng của anh Quyết với tổng diện tích của nó rơi vào tới tận là hơn 35 m², rất là rộng rãi đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ có thêm một phòng vệ sinh chung với 2 ngăn. Chúng ta sẽ có một phòng kho nữa với tổng diện tích là 4,77 m². Thì đây chính là diện tích mà chúng tôi đã phân bổ dựa trên những cái nhu cầu mà anh Quyết đã đưa ra để chúng tôi đưa diện tích làm sao nó tối ưu nhất và nó rộng rãi dành cho mọi thành viên quý vị nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem về cách bố trí 3D này. Đối với ngôi nhà của anh Quyết thì không gian của sảnh chính sẽ liên thông cùng với phòng khách này, còn sảnh phụ thì sẽ liên thông cùng với khu vực bếp. Bắt đầu từ phía cửa chính ra vào thì toàn bộ không gian bàn ghế chúng tôi sẽ để hết nằm bên trái, bao gồm luôn cả tủ kệ tivi quý vị nhé. Đó, chúng tôi sẽ để lại một không gian nằm ở bên tay phải. Thì chúng ta làm một lối sảnh đi lại trong nhà và tiến vào thờ, tiến vào bếp và vào các không gian khác. Tại không gian này thì chúng tôi cũng đã có đặt một vị trí bàn thờ nơi tọa cát hướng cát trong nhà. Một vị trí vừa trang trọng, vừa lịch sự mà vừa linh thiêng. Để trong quá trình khi mà các thành viên của chúng ta có thờ cúng ông bà tổ tiên cũng sẽ mang lại những sự hưng thịnh, sự may mắn dành cho mọi người. Ở ngay phía của khu vực phòng khách này thì chúng tôi sẽ có thêm một cái hệ tường. Nếu như quý vị chúng ta có thể thay bằng một cái hệ tủ. Tủ này thì chúng ta có thể đặt một cái tủ có những cái ô chứa đồ quý vị ạ. Đặt bình rượu, đặt đồ decor nó rất hợp lý. Chúng ta vừa làm trang trí, vừa làm sang trọng phòng khách. Mà bên cạnh đó khi mà mọi người chúng ta có ngồi liên hoan ngay tại bàn ăn đúng không? Chúng ta lấy rượu ra thì đó cũng là một cái điều rất là hay. Thì quý vị chúng ta có thể tham khảo nhé. Hoặc là quý vị chúng ta có thể thiết kế với một cái hệ tường ở đây. Và ngay phía trước hệ tường đó là chúng tôi đặt một cái bàn trang trí bình hoa thì cũng rất tiện lợi. Thì quý vị chúng ta nên tham khảo một trong hai ý. Phòng bếp thì chúng tôi đã đặt một bàn ăn dành cho 6 thành viên này. Chúng ta cũng sẽ có thêm một bàn mini đấy để chúng ta có thể đặt những cái món đồ ăn trước ở đó, đồ tráng miệng rất là tiện ích đúng không? Chúng tôi cũng thiết kế thêm một bàn bếp hình chữ L rất là rộng rãi, đầy đủ tiện nghi mà không gian đặt đồ thì cũng rất thoáng quý vị nhé. Với việc mà chúng ta liên thông cùng với sảnh phụ như này thì chúng ta thấy rằng là phòng bếp cũng như khách chúng ta sẽ cảm giác nó cực kỳ thông thoáng, rộng rãi và chúng ta ngồi đâu thì đều không bị bị bách. Đặc biệt rằng là với không gian của khu vực nhà anh thì mùa hè sẽ không bao giờ nóng quý vị nhé. Còn phía bên trong của không gian 3 phòng ngủ chúng tôi đã có bố trí đầy đủ với không gian giường, tủ quần áo, rồi là tủ kệ tivi, bàn học dành cho các bạn nhỏ, rồi là cho các bác và cũng như vợ chồng của anh Quyết. Còn đối với những phòng vệ sinh bên trong thì chúng tôi sẽ ưu tiên chúng ta luôn luôn có những vách ngăn bằng kính để chúng ta có thể chia nơi ướt nơi khô, rất là rộng rãi và thông thoáng đúng không ạ? Thì quý vị thấy rằng là đây chính là diện tích mà cũng như công năng chúng tôi đã bố trí dành cho chủ đầu tư, chính là anh Quyết. Và nếu như quý vị chúng ta cũng yêu thích về mẫu nhà này thì quý vị có thể tham khảo rõ ràng hơn với việc mà gọi điện tới số hotline của Kaito chúng tôi để đội thợ cũng như tư vấn viên có thể hỗ trợ quý vị nhé. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh cũng như là đánh giá về thiết kế này ở ngay phía dưới phần video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.